Test thử cục pin keep power bị hỏng. Nó pin nó không nhận nữa. Đời luôn. Giờ mình phẫu thuật nó ra thế này. Cái mặt của nó lột sạch. Bây giờ sạc thử lại coi nó vô không nha. Đúng. Đúng là tại cái mạch ta. Nó vô bình thường rồi. Thành công.